Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại Quân Béo Moto Vlog. Và hôm nay Vlog này Quân Béo Moto sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao để lên một bộ thụt Winner cho Exciter 150 đơn giản và dễ làm nhất. Thì đây, các bạn nhìn thấy không? Đây là một cái chảng ba của zin của Winner đã được Quân Béo Moto mang tiện móc lại cái chảng ba zin. Và đây là chảng ba của Winner, chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta sẽ không tiện lại cái chảng ba Winner này. Vì tại sao? Vì chảng ba Winner này tiện lên nó sẽ thứ nhất là yếu, nó tiện đi tiện mỏng cái chảng ba này đi, nó rất là yếu và sẽ không còn được là chắc chắn và khỏe nữa. Và đây là một cái chảng ba mà Quân Béo đã nhấc từ cái chảng ống giang cũ lắp vào cái chảng Winner đây. Rất đơn giản, bộ Winner này thì là có sẵn một combo nó đi kèm, gồm là gì? Một cái thụt, một cái chảng ba, thụt chảng ba đã bao gồm công làm pad và tiện lại căn này rồi, và cả cái rè trước nữa, một cái rè trước của Honda Winner 150 lên cho xe. Thì lên cái chiếc thụt Honda Winner này cho Exciter, tác dụng của nó là gì? Rất là êm và chắc chắn. Đặc trưng của thụt Winner này cực kỳ là ngon. Sau khi các bạn lấy ống giang ra rồi thì các bạn phải hàn lại cho mình cái mối hàn này chắc chắn vào nhá. Đây này, đấy, cái mối hàn đấy cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, các bạn phải hàn lại cho mình nó mới khỏe được. Mỡ miếc các thứ tra lại cho như mới. Và đây là một bộ thụt mà Winner đã bắt đầu lên thành hình xong. Các bạn chờ clip test của mình nhá. Thì có thể các bạn xem clip test của mình ở những cái vlog trước. Mình đã test một chiếc Exciter 150 lên thụt Winner chạy tốc cao như thế nào, lên thụt, lên giảm sóc, lên trước như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của Quân Béo Moto. Review khi bạn thấy là xe full lên một chiếc thụt Winner lên nó sẽ là như thế nào. Đây các bạn, tổng thể xe nhìn chiếc rè của Exciter rất là rè Winner lên cho Exciter 150 rất là hợp luôn. Một sản phẩm độ của Quân Béo Moto giá full combo 3.850.000 các bạn nhé. Đó, các bạn đã theo dõi. Xe điện lên thôi.